cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1:40 qua cao tốc, 20 từ sân bay Phan Thiết. Nova World Phan Thiết, siêu thành phố biển du lịch sức khỏe, sẽ là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng mới lạ, sáng tạo và độc đáo hàng đầu thế giới. Quy mô 1.000 hectare với tổng mức đầu tư 5 tỷ USD. Nova World Phan Thiết được phát triển đa dạng sản phẩm như nhà phố thương mại, boutique hotel, biệt thự biển và biệt thự sân golf, mang đến cuộc sống đa trải nghiệm cho cư dân và du khách trong một tổ hợp đa tiện ích all in one. Trải dài 7 km đường biển Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Nova World Phan Thiết thừa hưởng toàn bộ lợi thế tự nhiên sẵn có với thời tiết ôn hòa, 300 ngày nắng quanh năm. Nova World Phan Thiết, siêu đô thị biển có kết nối giao thông thuận tiện bậc nhất, góp phần đưa Phan Thiết ra thế giới, là thành tố quan trọng của tứ giác vàng du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang. Tiên phong với mô hình một điểm đến đa trải nghiệm, Nova World Phan Thiết mở ra thế giới vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc với hệ tiện ích trọn vẹn đủ đầy. Cụm sân golf PGA 36 hố được thiết kế bởi huyền thoại cá mập trắng Greg Norman và là cụm sân golf độc quyền mang thương hiệu PGA đầu tiên tại Việt Nam, nơi sẽ tổ chức những giải đấu chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Công viên chủ đề Nova Dreams Adventure World quy mô gần 25 hectare với công viên nước, công viên giải trí và cụm chương trình biểu diễn kỹ xảo hành động Stunt Show. Công viên giải trí Circus Land theo phong cách những khu hội chợ náo nhiệt của Mỹ đầy màu sắc. Quần thể vui chơi giải trí, thương mại và lưu trú Nova World Center quy mô lớn, bao gồm cụm khách sạn quốc tế, công viên giải trí trong nhà FEC, nhà hát quy mô 1.000 chỗ, trung tâm biểu diễn trong nhà Arena 10.000 chỗ. Công viên biển Miami Bikini Beach 16 hectare, nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, cùng Sports Complex với hệ thống các sân tập luyện, thi đấu thể thao, bóng đá, tennis, cầu lông, điền kinh. Hệ thống khách sạn quốc tế được vận hành bởi các thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới, đem đến sự lựa chọn lưu trú đa dạng để du khách hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ đáng nhớ tại Nova World Phan Thiết. Nova World Phan Thiết vươn tầm trở thành điểm đến quốc tế mới. Tại đây sẽ diễn ra các giải đấu thể thao đẳng cấp như PGA Golf độc quyền, quần vợt tennis ATP, giải điền kinh marathon quốc tế cùng các cuộc thi danh giá và sôi động khác. Ngoài ra, Nova World Phan Thiết còn là điểm đến của các sự kiện lễ hội âm nhạc giải trí đỉnh cao với sự tham gia của các ngôi sao quốc tế ghi tên mình vào bản đồ giải trí toàn cầu. Nova World Phan Thiết chú trọng vào việc phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, đa dạng hệ thống phòng họp, tích hợp công nghệ bảo mật và kết nối dành riêng cho các chương trình hội thảo, hội nghị quốc tế. Cùng với đó là hệ thống tiện ích vui chơi giải trí, mua sắm, thể thao và khách sạn lưu trú, giúp Nova World Phan Thiết tiên phong trở thành điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch MICE, xu hướng đang được ưa chuộng trên thế giới. Bên cạnh đó, Nova World Phan Thiết thỏa mãn nhu cầu cấp thiết về chăm sóc sức khỏe, wellness, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc phát triển các tiện ích độc đáo phục vụ trị liệu, nâng cao thể trạng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu toàn diện. Ra mắt thị trường từ quý 2 năm 2019, Nova World Phan Thiết trở thành tâm điểm đầu tư với dòng second home biển độc đáo, dòng shop house biển sôi động, dòng resort villas, golf villas đẳng cấp và khan hiếm. Florida, second home cảm hứng từ nước Mỹ. Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà ven biển nước Mỹ với bãi biển ngập nắng và những hoạt động sôi nổi đầy cuốn hút, Florida được phát triển đồng bộ với các sản phẩm nhà phố, biệt thự và khu thương mại, mang đến trải nghiệm đa dạng và đầy phong cách. Chính thự đầu tiên ra thị trường từ tháng 6 năm 2019, Florida nhận được rất nhiều sự quan tâm và là phân khu second home đầu tiên đang trong quá trình bàn giao cho khách hàng. Festival Town, khu phố lễ hội sôi động, là phân khu sôi động bậc nhất với những biệt thự phong cách Mỹ gam màu pastel sống động, hòa quyện cùng thiên nhiên, tiện ích nổi bật với con đường lễ hội nhộn nhịp, khu outlet store, thiên đường mua sắm với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, nằm tại vị trí cửa ngõ đắc địa sẽ đón hàng triệu lượt khách mỗi năm từ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông qua cung đường Hàm Kiệm Tiến Thành. Santa Monica, sắc màu phồn hoa, giao thương hội tụ, một Santa Monica đầy náo nhiệt khoác lên mình phong cách thiết kế địa trung hải Bermuda. Mỗi dãy nhà shop house là một điểm nhấn khác biệt. Nằm tại trung tâm kinh tế, ngã ba vùng giao thương giữa đại lộ danh vọng và trục đường biển 7 km, Santa Monica trở thành tâm điểm thu hút du khách trên toàn thế giới đến tham quan. Boutique Hotel, khai mở xu hướng, nâng tầm trải nghiệm. Boutique Hotel, sản phẩm bất động sản tiên phong tại Phan Thiết, đang là xu hướng được ngành du lịch ưa chuộng, mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư và kinh doanh trong tương lai. Mang phong cách địa trung hải Santorini, Boutique Hotel hiện là sản phẩm bất động sản thời thượng mang đến trải nghiệm độc đáo mới lạ. Festival Street,
nhà phố thương mại hướng biển. Sở hữu vị trí vàng ngay mặt tiền phố đi bộ, đối diện công viên biển Miami Bikini Beach. Lấy cảm hứng từ tuyến phố Clarkway của Singapore, Festival Street hứa hẹn sẽ là tuyến phố sôi động náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Ocean Residence, an nhà đầu tư, an cư thịnh vượng. Ocean Residence kiến tạo nơi đáng sống mới cho cư dân khi tận hưởng trọn vẹn giá trị thiên nhiên đến từ đại dương và công viên trung tâm vành đai xanh. Cùng với hệ tiện ích dịch vụ đủ đầy, Ocean Residence là khu dân cư theo mô hình semi-compound, riêng tư và hiện đại. Waikiki, độc bản cao độ cho giới thượng lưu. Waikiki là sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang đại diện cho phong cách home resort. Vị thế độc tôn nằm trên triền đồi, ôm trọn công viên chủ đề Nova Dreams Adventure World 25 hectare, mang đến cho Waikiki giá trị độc bản riêng biệt. Mỗi căn biệt thự Waikiki được ví như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ dành riêng cho gia chủ. PGA Golf Villas, trực tác sân golf bên thềm nhà, là sản phẩm định danh dành riêng cho giới thượng lưu yêu golf. Các mẫu biệt thự PGA Golf Villas mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, không gian thoáng đạt, kết nối liền mạch với thiên nhiên và tầm nhìn 360 độ ra sân golf ấn tượng. Với sứ mệnh trở thành điểm đến quốc tế mới đa trải nghiệm, Nova World Phan Thiết đã hợp tác chiến lược với hàng trăm đối tác danh tiếng trên thế giới. Đặc biệt, dự án được phát triển dựa trên định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Bình Thuận, đến từ đơn vị tư vấn quốc tế McKinsey & Company. Nova World Phan Thiết được công nhận là thành phố tiêu biểu tôn vinh 100 năm Liên Hiệp Quốc bởi diễn đàn toàn cầu Boston và tổ chức Academy Impact của Liên Hiệp Quốc. Nova World Phan Thiết đang từng bước hình thành và chuyển mình cùng dòng chảy thị trường, là cơ hội quý giá cho các nhà đầu tư khi hạ tầng bứt phá với nhiều thông tin tích cực. Tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết dự kiến hoàn thành vào năm 2022, giúp di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết chỉ còn 1 giờ 40 phút. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Phan Thiết đã bắt đầu triển khai và dự kiến khai thác vào năm 2023, hứa hẹn kết nối trực tiếp và rút ngắn thời gian di chuyển từ các thành phố lớn trong và ngoài nước. Vị trí kết nối thực tiện, hạ tầng đồng bộ, hệ tiện ích phong phú cùng quy hoạch hiện đại, cơ cấu sản phẩm đa dạng, độc đáo, Nova World Phan Thiết đang dần khẳng định bản sắc và hiện thực hóa khát vọng trở thành điểm đến quốc tế mới của Việt Nam. Nova World Phan Thiết, siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.